Cái này không cũng được, không dễ bán. Cái này bán thì cũng có chục ký à. Con đi cha. Con đâu? Trời ổng đi đám. Các này kia gì trốn không đi hôm qua đâu cái gì. Rồi nứt đây. Trời uổng chứ giờ. Bị hư hết. Chắc còn ăn, còn ăn được. Này chắc nó bị nước quá. Chim ba gom này với khi nó để bị ứ nước dưới đất đó nó này có trăm trái không? Này đó năm mấy trái. Cái này cắt luôn không? Cắt luôn. Cái này ngoài đọt thì nó không lớn. Chưa cắt sao? Chưa đây. Thế vậy mà đủ hàng 7 cũng nhiều quá mày. 7 ký cũng nhiều lắm à. Thế năm nay dưa nặng ký. Đủ má nó hư quá trời Phương ơi. Tính đếm nữa nè bác hai. Lo cơm này dở vậy ta. Phải mà, năm nay đó, sao đâu, cái số trong đó. Trong đó là đâu có lót mấy nào đâu, để đất mà hư bể không về cái chục giá. Dạ. Ừ, khỏe. Gạt lên này cái đít nó vậy đó. Ngày sao hổ đâu có lót, hôm qua là ba trái luôn á. Dạ. Cái vậy đó. Thì nói chung đủ mà ai cũng vậy chứ. Cái thằng con Linh chưa có giỏi con. Cái thằng Chí Linh con thằng Quách trở nó điện xuống sao dưa hôm nay bể quá vậy. Đường ở dưới này nó cũng dị như vậy. Rồi bên trong cô vợ ta chồng chồng có mấy chục giây thôi nó cũng bể ba la xong nó bể. Con không có coi nó biết sao. Mà con dở mấy trái con thường thường á mấy trái bự nó bơm coi không sao. Con xương nhiều rồi nó bị khô không ấy. Con mới trái đọt phải nó chín rồi trời. Nên chỉ để chừng qua Tết chín chờ hơn vậy. Chín nhưng mà nó bị dạng như chín héo nó không ngọt. Chín nó không có ngọt. Không ngọt như cái dạng mình dưa mình lấy trẻ quá. Cũng đỏ nhưng mà nó đỏ nó không ngọt. Lật ngang luôn coi bác ơi. Cắt cái nào lật cái nấy luôn coi. Cũng lật không lật cũng hư rồi. Chỉ bỏ hai trái mười mấy ký vậy đó. À, bán dừa kia bán sao đây?
cặp 7 kg tôi bán cặp 200. 14 kg đó ha. 14 kg 200 là 1 kg chạy ra cũng 15.000. 15.000 thì ông, giá 105. Ông tí giờ kia ông bán ghê ghê luôn trời, dưa ông bành bành nè. Tí cứ vậy á. Chín. Mà con đại 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 với đất nẻ vậy đó. Khi bắn trồng dưa như là bơm. Cái này nó đều bơm như vậy. Mà nó lấy sao thẳng một ngày một trái cỡ sao mình trái đâu có lấy cái một cái vậy. Nó nhiều khi nó lấy mấy trái trong rồi nó xấu nó bỏ, mấy trái ngoài hàng nó lấy xấu. Thuốc. Mấy đồ đây mấy trái chắc nhắc. Trái đâu là để lại. Để lại đâu cắt để gần ấy cắt bán. Đến đổi này ngoài da mấy cái này thì 7-5 kg là 7 kg là nồi 8 kg được một ra cặp 7 kg nó thấy đâu bự không. Hai bán là bình quân ký 15.000 á. Tăng cặp chính mẹ này. Trời mẹ. Nó hơi nhiều quá trời ta. Trời trời mẹ. Cái gì mình vậy con hư quá. Mẹ hả? Ba trái vậy nè. Má nó còn mấy cái nãy đặng chưa có dở đứt coi nữa. Đóng chị. Cái nào nó lật coi luôn đi. Gì ta. Mà thấy năm trồng dưa cái dưa kỳ cái này dưa nó già già nó giỏi lên xuôi nó quắt à nó trộn vậy. Thấy đi làm hôm nay nó trồng dưa cáp vậy đó. Giống mà không vậy như nó trồng nó không xài ấy đâu đó vậy như không xài thuốc hóa học đó. Nó trồng thuốc không hôm nay nó trồng nó trồng đó là chắc trồng không có bao tiêu luôn á, tại trồng đó chi phí cao lắm. Nào mới cắt. Nó có người bao tiêu hết rồi mà. Cắt ra là vô là lụm hết luôn phải không? Có người ấy mua hết rồi cắt, cắt đi sớm. Cái này máy không ít cũng bị nhiều đốm đốm bị quá
Thì nãy giờ cha mình cũng cắt xong hết một clip rồi nè mọi người. Bây giờ biết năm nay sao dưa nó bị thúi đít quá, không biết phải năm nay do mình lót gom không đó, nó bị cái đít nó bị thúi thúi hết nè mọi người. Hôm nay bị thất bại rồi, nãy giờ nó thúi hết cũng cỡ 5-6 trái bự bự không à, nãy giờ bị thúi thúi cái này. Cái này thì mình không có bán được nha mọi người, cái này chỉ mình để mình ăn, ăn hoặc mình cho thôi. Cái này thì mấy như mấy trái này là mình không có bán được, nó bị đít nó bị thúi thúi hết rồi. Cái này thì mình mua ăn được, dưa bự ra chắc mình để mình bán ký, mình bán dưa ăn chứ mình không bán dưa chân, mình sợ chân qua Tết nó bị thúi nứt đó mọi người. Biết không biết thời tiết hôm nay nó bị sao mà mình lót gom mà sao nó bị thúi hết, thúi đít hết à. Cái này nó chỉ bị ngoài da thôi mà chứ nó không vô chết không, nhưng cái này mình cũng không có bán luôn, mình để mình ăn hoặc mình bán ký thôi. Vậy đằng kia cũng có mấy trái thúi nữa. Bây giờ mình chuyển vô nhà, cái mình giờ mình để trên Sài Gòn mình chuyển vô. Wow, trái này cũng phải chục ký mà nó bị lõm, nó bị ít rồi nè, ổn quá. Này, trái này bị nhiều luôn, quá nhiều luôn. Trái này mình để mình ăn hết. Bây giờ mình để mình chuyển vô nhà thôi. Để một tí mình có còn 2 clip nữa. Để một tí cắt rồi mình nếu rảnh thì mình quay tiếp cho mọi người xem đó nha. Rồi mình chào mọi người nha.